Nơi thay tìm mà phải bàm khai cá nhà, chả nằm bọn trong bờ rồi đâm mùi nơi khốn rích ca át rì kháng xì. Mình sát ra mùi ổng bàn chắc công nào hợp cả khốn tức cô ai xin chí lò. Đã ca kroi màu sát ra mùi ổng nì. Bàn láng khốn rì bộ bình đòi ẩm nạch mà chỉ tà bùng rích tức đầy biểu bình á xì. Nên chiếc sát đã sao rích tì chiêng át rì kháng xì tại một chân nằm bần nọ, nụ cư át rì chiên lòng. Tụi bấy chí bà ông tế rí bà lăng ơi bất bà ông ta hơi kết đấy. Ông này có sự thất khăn con đáp đại bà ông rồi hốt đòi bà ông sau tiêu một cột. Thôi thật bất tài bà ông chí sạch sắc đất lăng bù cài bất bà con mên. Tài bà ông, trời tự tu rôn ở mà giang khăn. Kào bị chanh đại bà tế phùm mía đã ca nồng miên chú mô thà, anà chạ, ai và. Tạm miên mù là hai đôi vây khá, đại thua ôi mà hà chênh, đại bằng kram nô cô nơ à xì sơ tài tăng sông. Bà chỉ mận ai dụ chân hẹn ai chạy ai vào bàn. Hồi, trở kê vi bỏ đơn đám dụ tức đầy ọc rộng buôn sọc tự tiết. Tỏ, bà bóng ôn trong đừng, cho tới xung đạp tăng ọc này. À trí chinh lòng bình niêm đàm thả hông lý. Chị bọt rụt bỏ bà rí chí bọt tì buôn trong tràng. Nâng trở chỉ chạy xung đạp chất rụt bỏ à trí kháng xì. Hông lý, chị khám mênh đàm miên xa mặt phí hiệp tăng lời cài nâng lời bánh nhà. Các bà ông bà chung bàn đọc bì bà vật xa bà ông, bàn tám bà ai chì cao tự bò bánh. Nếu bà đại bò bánh, chỉ ngài bì bò xin nà hông lì, tự bàn khlác mù mùi vì bà hà. Tu bà ông tự miên vầy đọc bì bà vật xa giang nà kết đầy, đọc bì bà ông ai, nâng chlát vầy bà ông bàn chú chân nà khlác mù. Trong bà đại át rì kháng xì bàn tốt khờn, thua ai át rì kháng xì, rất tài sắp rơi hà tây nâng hồng lý chứa khẳng. Kào bí bó bánh nơi chân nằm đất đá, cứ chân nằm mà bón rộp rơi mà phê bí. Á tư rì kháng xì, miền bà chuôn chứa tâm ngôn. Đăng khuôn thả, chứa đọc bê chân tờ hỏi, bà ông bán bánh chìa ở kê có hào bí chứa bót rộp rơi ông chôl gọl. À tí rì kháng xì, bán áo mê tọp lông khử tù bà kà rì xạp tê rì bà lăng. Tờ áo bà rì chú bọt tì buồn dông chàng, đã trở chìa bày đà rô bò hông lì. Cả láng cung rì rô bò à tí rì dông chàng, mên ái kì xa khá xa xê thả. Cá bất tờ, rì xa xa xê thả tê rì bà lăng áo bà ông mà chá tì đọc buồn. Tài trở cài bà rì tờ chìa bà ông mà chá tì buồn. Chúng nay ái kì xa khá tì rì xê thả. Cả đại bà ông tê rì bà lăng tự áo bà ông mà chá tì buồn. Cứ xâm lăng khờ nhà nà cụt tử, dông chàng nâng tê rì bà lăng tự áo. Cháu bà rộ bọc bà ông bà niềm hông lì, đại chìa mà nụ miên xâm mặt tập hiệp mân chanh bà ông lời. Khốn ông rì rộ bọc tê rì dông chàng, thuê tự bất tay bà ông. Thuê tục bốc mân anh tê lờ bàn đà rì chú vông xa nè vông nhà nà kỳ đầy. Có rì chá bà ông miên ca rì chùm ràn của ở cốt xung còn. Rồi bị xoay rì bán đập bây chân nằm, bà ông có xoay tìm một cụt. Hãy bán tế rì bán lăng tự ỏi, bất tra rộp bọc bà ông bà niềm hồng lì. Rồi bị lăng xoay rì phìm, có miễn ca bác bảo mùi khát lăng, cư ca bác bảo mi ảnh. Bà ông, bán mình chi ấy tọp tự bằng cạp để chốt cháy. Cả chỗ lúc lôi rụt bỏ mà hạ chênh từ lớp khóa sụp bọn mông gỗ sông gà. Cứ chấp đàm tăng bê rì át rì kháng xí mà lẻ. Đàm bấy cực cồn tức đầy tì bê. Cả chung non nụ đại kháng xí. Bà ông bán lớp tọp tới bì lớp đã lớp tì mùi trời bà chì. Thu áo bà ông miễn cá khí nhau nhàng lăng. Nâng bán lớp tọp thông chì lớp tì bì. Tớp tự thu bán chì chùm nè. Một đó chùm nguồn rồi bỏ át tí rì chiên lòng, đã miễn mù là hai đồ vây khá,
bán bởi ông lực tọp từ vì Mongol. Nơi khí xác ra chẳng bóng rộng bờ rồi, hai sư bì, chung luộc không có xung bóng xung gà, đã chỉ có xung bóng mùi không chung nào buôn tiện này có xung bóng Mongol. Vì chỉ chung luộc đánh đá bóng này trụ viên, tả vá chỉ, nâng à mũ xà nà. ក្រោយពីផ្ទុះសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងក្លាអាមូសាណាបានបរាជ័យហើយបានរត់ភៀសខ្លួនទៅពឹងមហាឆេងពេលនោះអាទ្រីឈិនឡុងបានជាមេតបចៅហួយដឹកនាំកម្លាំងតបចូលក្នុងទឹកដីមង្គោលតបមហាឆេងបានវាយកឈ្នះមង្គោលនៅដងទន្លេអៃលីតាវ៉ាជីក៏សុំចុះចាញ់ក្រោយមកអាទ្រីឈិនឡុងបានតែងតាំងអាមូសាណាជាស្ដេចនៃកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ មិនមែនជាស្ដេចគ្រប់គ្រងកុលសម្ព័ន្ធទាំង4នៃមង្គោលឡើយក្រោយពីអតិរិជិនឡុងលើកខ្លួនត្រឹមជាមេកុលសម្ព័ន្ធមួយមិនមែនជាស្ដេចនៃចក្រភពមង្គោលធ្វើឲ្យអាមូសាណាខឹងនឹងអតិរិជិនឡុងជាខ្លាំងនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1756អាមូសាណា បានលើកតបទៅវិមហាឆេងសង្គ្រាមកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើងៗនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1757អាទ្រីឈិនឡុងបានជាមេតបចៅហួយដឹកនាំកម្លាំងតបទៅបង្ក្រាបម្ដងទៀតត្រឹមតែរយៈពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមហាឆេងបានយកឈ្នះមូសាណាហើយអាមូសាណាក៏បានភៀសខ្លួនម្ដងទៀតទៅរុស្ស៊ីនិងបានស្លាប់នៅទីនោះទៅ ទោះបីអាមូសាណាបានស្លាប់ក៏ដោយតែកុលសម្ព័ន្ធមង្គោលនិងព្រមចុះចាញ់នៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំដដែលគឺឆ្នាំ1758បងប្អូនពីរនាក់ជាអភិជនមង្គោលបានក្រោកឡើងបះបោរតែនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1759មហាឆេងបានកំចាត់កុលសម្ព័ន្ធនេះនិងបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដាច់ពូជកុំឲ្យកុលសម្ព័ន្ធនេះក្រោកឡើងបះបោរម្ដងទៀត ធ្វើឲ្យកុលសម្ព័ន្ធមង្គោលលែងមានឥទ្ធិពលមកដល់សព្វថ្ងៃយុទ្ធនាការសង្គ្រាមនៅភូមិការលុកលុយចូលភូមិដែលការនោះមានឈ្មោះថាអៃវ៉ាសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យអតិរិជិនឡុងទទួលភាពអាម៉ាស់ជាខ្លាំងដែលការលើកតបជួសសញ្ជ័យភូមិ4លើកត្រូវបរាជ័យ តាមមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មហាឆេងវិឈ្នះគ្រប់ទិសទីតែបែរជាមកចាញ់ដៃអាណាចក្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកទៅវិញគួរមើលផងដែរថាការសម័យនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងសម័យឧដុង្គនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1765អាណាចក្រអៃវ៉ាបានគ្រប់គ្រងទៅលើអាណាចក្រសៀមអយុធ្យាអធិរាជឈិនឡុងក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះលើមង្គោលហើយព្រះអង្គ ចង់សេចក្តីដណ្ដើមទឹកដីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកថែមទៀតផងអាទ្រីឈិនឡុងបានមើលស្រាអាណាចក្រអៃវ៉ាគិតថាសង្គ្រាមនេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះដ៏ងាយស្រួលព្រះអង្គបានបញ្ជូនទ័ពខ្លាំងត្រឹមតែ3500នាក់ចូលមកវាយលុកក្នុងទឹកដីសៀមដែលកាលនោះភូមិមានកងទ័ពរហូតដល់20000នាក់ចូលជើងនៅទីនោះ ទីបំផុតទៅការមើលស្រាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គបរាជ័យទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1766ក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមអាទិរិឈិនឡុងទ្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានតែងតាំងយ៉ាងជិញ្ជូរជាមេតបដើម្បីទៅបង្ក្រាបអាណាចក្រអៃវ៉ានៅរដូវក្តៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1766មេតបយ៉ាង បានលើកតបចូលលុកលុយទឹកដីភូមិមេតែម្ដងដោយមិនវាលុកតាមទឹកដីសៀមដូចពីមុនទេមេតបយ៉ាងបានរៀបចំសាស្ត្រជាពីរផ្លូវដណ្ដើមក្រុងបាមូនិងមួយផ្លូវទៀតឆ្លងកាត់តាមទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីឈ្មោះទៅរាជធានីអៃវ៉ាចំណែកឯមេតបភូមិមាស៊ីនបាយូស៊ីន ក្រៅពីដឹងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំទ័ពរបស់មេតបយ៉ាងមេតបភូមិរូបនេះបានធ្វើជាចាញ់សង្គ្រាមដើម្បីឲ្យមេតបមហាឆេងចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងទឹកដីភូមិមាបន្ទាប់មកមេតបភូមិមាបានជាមេតប3រូបទៀត
đực nôm cầm lăng tọp mà lom bọt nâng đại phở cúp cung biên rộp bọt tọp mà hà chênh đại căn cặp nơi tì krong ba mù. Cả bí ca lom bọt tì hiên mà hà chênh khu nông châm nào một bọn nè chư sạp bằng bay rôi nè tờ hỏi đại xa quạt biên chanh nhạc ca sĩ thiệt được bọn trô bệnh các cung chanh nâng à xong trô chết đào. Tì bông phốt tờ còn tọp ai và bạn cũng tích con tọp mà hà chênh thằng sông. Mình trâm tài đánh đám cho tức đây rồi bọc luôn mà quên tê. Anh hà chạy ai và bạn lực tọp cho dù nàn tức đây mà hà chênh những bạn đánh đám căn cặp sọc chùm luôn trong buồn này khai hẹp nít tiên. Bạn sống ốc con xung rạp ca châm nai bê về liệt ở mình ẩm lại. Bộ vọt át tê rì chênh lòng hà chênh phía mùi xung bên chấp tất trâm này. Hỏi nó phía bì chùm lưng lực dô bộ vọt xung kìm rô viên mà hà chênh nâng bật tê phung mì mọc bần to. Xôm ở cuốn xôm chung rịp lìa.